Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, ít nhất 252.000 cử tri đã đi bỏ phiếu tại các địa điểm tổ chức bầu cử sớm của bang Georgia tính đến thời điểm 16 giờ ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương. Con số này cao gần gấp đôi so với 136.000 người tham gia trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm năm bầu cử 2020. Trên mạng xã hội, quan chức bầu cử bang Georgia Gabriel Sterling đánh giá đây là kết quả đầy ấn tượng và nói rõ tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thật ngoạn mục, chúng tôi sắp hết tính từ để mô tả điều này. Georgia là một trong 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định đối với kết quả bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Với 16 phiếu đại cử tri, Georgia có thể sẽ là một bước tiến lớn trên con đường thu thập đủ 270 phiếu ủng hộ để trở thành Tổng thống Mỹ. The Election Lab, trung tâm phân tích dữ liệu bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida, cho biết tính đến nay đã có 5,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trên phạm vi toàn quốc. Ở thời điểm này năm 2020, con số cử tri đi bỏ phiếu sớm là 27 triệu do người dân tránh các điểm bỏ phiếu đông đúc trong đại dịch COVID-19. Giống như một số bang khác, kể từ năm 2020, Georgia đã thắt chặt các quy định bỏ phiếu qua đường bưu điện, yêu cầu cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt phải cung cấp bằng chứng về danh tính và hạn chế số lượng địa điểm mà họ có thể gửi phiếu bầu của mình. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò mới nhất của AARP công bố vào ngày 15 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước sít sao Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đối đầu trực tiếp tại bang chiến trường Michigan chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử. Cụ thể, ông Trump đã vượt qua đối thủ Đảng Dân Chủ với tỷ lệ ủng hộ là 49% so với 48%, trong khi 1% cử tri tham gia khảo sát cho biết họ sẽ có lựa chọn khác và 2% vẫn chưa quyết định. Theo độ tuổi, ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 47%, 46% trong nhóm cử tri 50-65 tuổi. Tuy nhiên, đương kim Phó Tổng thống vượt lên dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa trong nhóm cử tri trẻ từ 18-34 tuổi, với tỷ lệ 54%, 40%. Bà Harris cũng dẫn trước trong nhóm cử tri trên 65 tuổi, giành được 53% ủng hộ so với 42% của ông Trump. Theo giới tính, cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai ứng cử viên. Trong số cử tri nam giới, ông Trump dẫn trước 21 điểm, lần lượt là 57% so với 36%, trong khi bà Harris giành được phần lớn sự ủng hộ của cử tri phụ nữ với 55% so với 36%. Cuộc thăm dò cũng lưu ý, ông Trump đang dẫn trước đối thủ 7 điểm trong số cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ là 45% so với 38%. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Harvard CAPS, trong số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường, cựu Tổng thống đang có lợi thế nhỏ với 48% ủng hộ so với 47% của bà Harris. Trong khi đó, tổng hợp các cuộc thăm dò của Hill Decision Desk HQ ở bang Michigan cho thấy, ông Trump đang dẫn trước nữ phó tổng thống gần một điểm, cụ thể là 48,7% so với 48%. Tuy nhiên, bà Harris đang dẫn đầu trên toàn quốc với 49,8% ủng hộ so với 46,9% của cựu tổng thống. Cuộc thăm dò của AARP được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 với sự tham gia của 1.382 cử tri tiềm năng và có biên độ sai số là 4%. Theo kết quả thăm dò mới nhất của AARP công bố ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước sít sao Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đối đầu trực tiếp tại bang chiến trường Michigan chỉ 3 tuần trước ngày bầu cử. Theo đó, cựu Tổng thống Trump đã vượt qua đối thủ của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 48%, trong khi 1% cử tri tham gia khảo sát cho biết sẽ có lựa chọn khác và 2% vẫn chưa quyết định. Phân tích theo độ tuổi, ông Trump dẫn trước bà Harris với 47% sự ủng hộ so với 46% trong số những cử tri từ 50-65 tuổi. Tuy nhiên, đương kim Phó Tổng thống vượt lên trước đối thủ Cộng Hòa trong nhóm cử tri trẻ tuổi từ 18-34 tuổi với 54% ủng hộ so với 40%. Bà Harris cũng dẫn trước với nhóm cử tri trên 65 tuổi, giành được 53% sự ủng hộ so với 42% của ông Trump. Khảo sát theo giới tính, cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai ứng viên. Trong số cử tri nam giới, ông Trump dẫn trước 21 điểm, tương đương 57% so với 36%, trong khi bà Harris giành được phần lớn sự ủng hộ của cử tri phụ nữ với 55% so với 36%. Cuộc thăm dò cũng lưu ý ông Trump đang dẫn trước đối thủ 7 điểm trong số cử tri độc lập, với tỷ lệ ủng hộ 45% so với 38%. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Harvard CAPS,
Trong số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường, cựu tổng thống đang có lợi thế nhỏ với 48% ủng hộ so với 47% của bà Harris. Trong khi đó, tổng hợp các cuộc thăm dò của Hill Decision Desk HQ ở bang Michigan cho thấy, ông Trump đang dẫn trước phó tổng thống gần một điểm, tương đương 48,7% so với 48%. Tuy nhiên, bà Harris đang dẫn đầu trên toàn quốc với 49,8% ủng hộ so với 46,9% của cựu tổng thống. Cuộc thăm dò của AARP được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 với sự tham gia của 1.382 cử tri tiềm năng và có biên độ sai số là 4%. Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập cho biết sẽ không ủng hộ đương kim phó tổng thống Kamala Harris cũng như ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong một tuyên bố, Ủy ban Hành động Chính trị người Mỹ gốc Ả Rập, một nhóm bao gồm trí thức người Mỹ gốc Ả Rập, thường có các hoạt động chính trị nhằm bảo vệ lợi ích của người Ả Rập ở Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới, giải thích rằng Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đều ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và với lực lượng Hezbollah ở Liban. Nhóm này lâu nay vẫn kêu gọi chính quyền Mỹ đưa ra những giải pháp hành động cụ thể để chấm dứt các cuộc xung đột này. Nếu điều này xảy ra, thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 sẽ đánh dấu lần đầu tiên nhóm này không ủng hộ một ứng cử viên nào kể từ khi được thành lập vào năm 1998. Thông thường, nhóm này ủng hộ Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump rất sát sao. Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo là một trong những nền tảng ủng hộ áp đảo ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, sự ủng hộ của cộng đồng này đối với Đảng Dân Chủ có xu hướng giảm dần sau khi nhóm lên tiếng phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel liên quan đến cuộc xung đột ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi Tổng thống Biden phối hợp cùng lãnh đạo thế giới thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dải đất ven địa Trung Hải. Trong khi đó, sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đối với ông Trump luôn ở mức thấp, chủ yếu do những phát biểu và chính sách của ông thời đương nhiệm liên quan đến lệnh cấm đi lại đối với công dân của một số quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống. Ngoài ra, ông Trump cũng từng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Theo CNN, trong ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong. Dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ưa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc Minnesota Tim Wu, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Trump vì vấn đề này. Ông Tim Wu nói, là một người từng mặc quân phục, việc ông Trump muốn sử dụng vệ binh quốc gia và quân đội để chống lại các đối thủ chính trị khiến tôi buồn nôn. Trước đó, ông Trump đã gợi ý về việc triển khai quân đội hoặc vệ binh quốc gia để đối phó với kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Ông Trump tuyên bố, chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thực sự cần thiết. Ông Donald Trump cũng lên tiếng công kích bà Harris khi nói phó tổng thống là người chậm chạp và thiếu năng lượng, đồng thời yêu cầu bà Harris làm bài kiểm tra nhận thức. Theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social ngày 14 tháng 10, ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói, những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn, bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris. Nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó Tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS News và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về thể chất tinh thần của ông Trump. Sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe và cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành Tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi.
ông hiện là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng được công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7, thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế. Thưa quý vị, theo luật sư Grant Kistner, ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đã vi phạm một đạo luật liên bang khác khi có thông tin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ rời nhiệm sở. Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân ngày 8 tháng 10, luật sư Grant Kistner đã đề cập đến các cuộc điện đàm được nhắc tới trong cuốn sách War, Chiến tranh, sắp phát hành của nhà báo Bob Woodward và thảo luận về việc liệu chúng có vi phạm đạo luật Logan hay không. Đạo luật Logan được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1799, cấm công dân tham gia vào các hoạt động ngoại giao với chính phủ nước ngoài đang có tranh chấp với Mỹ. Vi phạm đạo luật Logan có thể bị phạt tới 3 năm tù. Vậy nên, tất cả chúng ta đều muốn biết liệu ông Donald Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không? Và đây là câu trả lời. Có thể ông ấy đã vi phạm. Luật sư Kristner nói. Ông Kristner cho biết thêm, dựa trên các chi tiết trong cuốn sách, có đủ bằng chứng để FBI có thể và nên mở một cuộc điều tra về bản chất sự thật của những cuộc gọi này. Cuốn sách có tên War Chiến tranh, trích dẫn hàng trăm giờ phỏng vấn trực tiếp, đồng thời chỉ ra nhiều chi tiết mới về các cuộc đối đầu căng thẳng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và người kế nhiệm Joe Biden. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập đến 7 cuộc điện đàm giữa cựu Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Điện Kremlin kể từ đầu năm 2021 cho đến nay. Một lần trong số đó, ông Trump đã yêu cầu phụ tá rời khỏi phòng để hai người có thể trò chuyện riêng tư. Hiện CNN đã mua bản quyền cuốn sách này trước khi nó chính thức được phát hành vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đáp lại tuyên bố trên của ông Kistner, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Stephen Chung cho rằng cuốn sách này chỉ là những lời bịa đặt. Hôm 9 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận với Bloomberg rằng mặc dù ông Trump đã gửi cho ông Putin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 vào năm 2020, nhưng không hề có cuộc điện đàm nào diễn ra giữa hai người tại thời điểm này. Luật sư Kristner không phải là người đầu tiên lên tiếng về việc liệu ông Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không. Theo hãng tin Axios, một phát ngôn viên cho chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết việc ông Trump tham gia vào hoạt động ngoại giao khi rời nhiệm sở có thể được xem là bất hợp pháp theo đạo luật Logan. Quan điểm cũng nhận được sự đồng tình từ cựu cố vấn Nhà Trắng của ông Biden, bà Susan Rice, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X. Bà Rice viết, điều này có vẻ như là hành vi vi phạm đạo luật Logan của ông Trump. Đây cũng chính là những lời cáo buộc mà ông Trump dành cho cựu Ngoại trưởng John Kerry. Năm 2019, ông Trump cáo buộc cựu Ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama vi phạm đạo luật Logan vì đã tham gia đàm phán với Iran, bao gồm các cuộc họp riêng với các quan chức Iran nhằm thúc giục Tehran tiếp tục thỏa thuận hạt nhân Iran do chính quyền ông Obama làm trung gian. Tuy nhiên, ông Kerry đã phủ nhận mọi cáo buộc và chưa bao giờ bị buộc tội trước pháp luật. Bất chấp những cáo buộc cho rằng ông Trump có thể đã vi phạm đạo luật Logan. Báo cáo năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội cho thấy, luật này hiếm khi được thực thi. Chỉ có hai vụ truy tố theo đạo luật Logan vào năm 1803 và 1853, và cả hai đều không dẫn đến kết án. Ngoài ra, theo các chuyên gia pháp lý, đạo luật này hiếm khi được sử dụng vì những câu hỏi liên quan đến tính hợp hiến, bao gồm việc liệu nó có vi phạm quyền tự do ngôn luận của Mỹ hay không.